cũng vui vẻ. Xin chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục câu chuyện gì nhỉ? Ếch cốm sẽ gửi đến với bạn câu chuyện này nè. Câu chuyện Ếch cốm thông minh và con hổ đói gồm các nhân vật chính. Ếch cốm thông minh là một chú ếch khôn ngoan và thông minh. Hổ đói là một con hổ đang đói khát và muốn săn mồi. Trong một khu rừng nọ có cảnh vật thật đẹp, cây cối và hoa trái bốn mùa. Trong rừng có một hồ nước với đầy sen và các loài hoa đẹp. Mọi sinh vật ở đây sống trong thanh bình, ca hát và nhảy múa suốt ngày. Nhà của ếch cốm tọa lạc bên hồ. Ếch cốm là một chú ếch rất thông minh và luôn giúp đỡ mọi người khi có việc. Vì thế, ếch cốm được tất cả các sinh vật ở đây yêu mến. Bỗng một hôm, có con hổ hung dữ, từ đâu đó, trong rừng già xuất hiện. Hổ ta luôn gầm gừ, bắt nạt các con vật ở đây, tìm mọi cách săn mồi, để nhét vào cái bụng đói của nó. Hổ đã phá vỡ đi cái không gian yên bình của vùng đất này, làm cho mọi sinh vật ở đây nháo nhác, sợ hãi. Và thế là, ếch cốm như mọi hôm, sau khi học bài xong, ếch cốm đi vào rừng để vui chơi, ca hát với các bạn, và để giúp đỡ những bạn gặp khó khăn, đang nhảy nhót, vui vẻ vào rừng. Bỗng nhiên, ếch cốm nhìn thấy hổ đói đang mầm rình mồi. Sau một chút sợ hãi ban đầu, ếch cốm đã trấn tĩnh lại, suy nghĩ ngay trong đầu một kế hoạch để cho hổ một bài học, buộc hổ phải đi khỏi nơi đây, trả lại sự bình yên cho vùng đất này. Ếch hít một hơi dài, ưỡn ngực, chống nạnh hiên ngang nhìn thẳng vào hổ dữ, và nói to: "Ông ở đâu đến đây? Tại sao không đến đây vui chơi, mà lại phá vỡ sự bình yên của nơi này?" Hổ đói, liếc nhìn ếch cốm, không thèm trả lời câu hỏi và nói: "Ê, ếch cốm, chú có mùi thơm ngon đấy. Chú là miếng mồi tuyệt vời cho bữa trưa của ta, ta đói lắm rồi." Ếch cốm trả lời: "Tôi là ếch cốm đây. Tôi không muốn trở thành mồi cho ai cả. Nhưng nếu ông đói quá, muốn ăn được tôi thì phải chơi với tôi một trò chơi. Nếu thắng thì ông có thể làm gì tôi cũng được, nhưng nếu thua tôi, ông phải đi khỏi nơi đây và không bao giờ được quay lại. Nếu ông đồng ý thì tôi sẽ nói cách chơi trò chơi này." Hổ đói trong đầu nghĩ thầm, con ếch cốm chết kia mà dám thách đố ta à, nên đã gầm lên: "Ta đồng ý." Thế là ếch cốm nhanh chóng nghĩ ngay ra một kế hoạch. Ếch cốm nhảy lên một gò đất cao và dõng dạc nói: "Này hổ đói, hãy nghe đây. Tôi có một đề nghị cho ông." Hổ đói tức giận, hét to: "Nói nhanh đi, con ếch trên kia." Ếch cốm thủng thẳng nói: "Trò chơi sẽ như thế này. Bây giờ tôi đố ông, trong vòng 5 bước nhảy, nếu ông bắt được tôi thì ông là người chiến thắng, còn không bắt được tôi, ông là người thua cuộc. Ông hiểu chứ?" Hổ đói, thèm thuồng cười lớn: "Ha, ha, ha. Ta sẽ bắt được mi chỉ trong một nháy mắt thôi. Con ếch cốm ngu ngốc à. Nhanh nhanh bắt đầu trò chơi đi. Ta đói bụng lắm rồi." Ếch cốm vẫn điềm tĩnh: "Cứ từ từ. Phải có người làm trọng tài. Nếu không, bên nào thua mà nuốt lời thì sẽ không được." Hổ tức giận la to: "Vậy thì tìm trọng tài nhanh đi." Ngay lúc đó, có một bác voi đang uống nước gần hồ. Từ sớm đến giờ đã nghe câu chuyện của ếch cốm và hổ. Bác voi lên tiếng: "Ta sẽ làm trọng tài cho trò chơi này." Ếch cốm nhanh nhẩu: "Cháu chào bác voi. Đúng, bác là người công tâm nhất khu rừng này. Bác sẽ làm trọng tài cho chúng cháu nhé." Bác voi gật đầu đồng ý. Bác ra hiệu lệnh 1, 2, 3,
Thế là ếch cốm và hổ đói bắt đầu chơi trò chơi bắt mồi. Bước nhảy đầu tiên, hổ hung hãn, phóng nhanh vào chỗ ếch đang đứng, để cố bắt cho được ếch cốm ngay từ cú chộp đầu tiên. Nhưng ếch cốm rất thông minh, cậu ấy đã cùng lúc nhảy nhanh một cú thật nhẹ sang bên phải. Và cứ thế, hổ nhảy sang trái, thì ếch nhảy lệch sang phải, nên đến 3 cú nhảy rồi mà hổ vẫn không bắt được ếch. Lúc này ếch đã đứng gần mép hồ sen. Hổ gầm gừ và quyết sẽ bắt cho được ếch cốm và ăn ngay. Không suy nghĩ nhiều, hổ nhảy ngay bước thứ tư. Lúc này ếch phóng phút một cái ra giữa hồ và ngồi chễm chệ trên một lá sen to. Ếch cốm gọi lớn chọc tức hổ. Hổ ơi, mệt rồi à? Tôi đứng đây nè, hãy nhanh mà bắt đi. Hè. Hổ tức giận vì cú bắt hụt, nên không nghĩ ngợi gì cả, nhảy mạnh một cú nữa về phía ếch cốm đứng. Không ngờ, cú nhảy này cùng với sức nặng của hổ đã làm cho hổ chìm ngay xuống ao và uống một bụng no nước, mới lóc ngóc bơi được vào bờ. Còn ếch thì xuống nước như chỗ tập bơi của mình, nên lặn một hơi dài và nhảy lên một tòa sen khác đứng chống nạn. Hô lớn: Này kẻ to xác kia, ông đã thua rồi, hãy đi ngay khỏi đây đi. Bác voi trọng tài lúc này mới thủng thẳng lên tiếng, nhưng với thái độ dứt khoát: Này hổ, ông đã thua rồi, hãy đi xa khỏi nơi đây đi và đừng bao giờ quay trở lại. Hổ dị quá, buồn bã và đi khỏi. Lúc này từ những tán cây trong rừng, các loài vật từ lúc nãy đến giờ chứng kiến sự thông minh của ếch cốm khi đấu trí với hổ đói đã cùng nhau ùa ra, chúc mừng sự thắng lợi này. Họ cùng nhau nhảy múa hát ca cho sự bình yên trở lại của khu rừng. Và thế là những chuỗi ngày khó khăn đã qua, hạnh phúc lại bừng sáng. Câu chuyện này nói lên sự dũng cảm và mưu trí của ếch cốm thông minh. Các bạn à, hãy đừng sợ gì cả, phải đương đầu với khó khăn, thử thách và vận dụng sự thông minh của mình vào đúng lúc thì mọi việc sẽ thành công.